các bạn luôn. Lời nói đầu tiên cho kênh Sơn Bắc Sông Hậu TV, chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, như nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Sáng nay giờ này chắc cũng khoảng 7 giờ ngoài các bạn ơi. Nãy giờ đi thăm khoảng mười mấy 20 tay không dính. Đây là khu vực cơ bao bán cầu nè. Sáng nay anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn khu vực phía trên này nha. Nãy giờ đi mà không có dính. Rất mong cô dì chú bác anh chị em ủng hộ cho anh em mình bằng một đăng ký, một like, một chia sẻ nha, giới thiệu cho người thân như bạn bè để ủng hộ anh em mình làm những cái video tiếp theo. Dính rồi. Bây giờ lâu quá hả? Chết luôn hả gì? Chết chưa hay nhất. Chết chưa? Nằm. Đó. Đó hơi cằn cảnh bị dướng lý rồi. Xem tình hình nó ra sao. Các bạn thấy cái khung cảnh này quen không? Rồi còn sống, còn sống. Sống. Ừ. Thẳng qua không biết được. Con này cũng nhỏ mấy bạn ơi, con này cỡ 4 chấm nửa ký, cỡ 4 chấm quá, quá chạy đường rồi, con này mới dính. Nhờ nhìn thấy đâu có dấu tích gì để hạ được chết đâu. Đem lên xử lý nó đi Tâm. Con này con bánh mì nha mấy bạn, anh vợ mình Phụng hay kêu là bánh mì nha. Đó, tụi em văn lứ gì nè nghe anh Phụng. Nói chung là anh xem anh thấy, anh cũng biết đó, tụi em văn thì nó bề lên nó chỉ có khoảng nhiều thôi, khoảng mấy tắc à. Cái này bỏ con đi chuột cắn cũng lỗ luôn rồi, đổi tay khác. Tài này dính rất là nhiều nghe bạn, nếu mấy bạn có xem clip của mình mấy bạn thấy ngay góc này chưa, cái tay này là dính đâu là ở đây là cỡ 7 con rồi đó mấy bạn nhớ. Mà được rồi, mấy nay mình gỡ một con gắn hổ ngựa có ông chủ bờ mảng cầu đó, mình có quay cho mấy bạn xem đó. Ngựa hổ hẳn bánh mì này, ổ này chắc ổ 5.000 anh Võ Minh Phụng, không được ổ 10.000 anh Võ Minh Phụng. Mà ảnh nói chê thôi chứ ảnh không xem kênh nhỏ mình đâu các bạn ơi. Ảnh không có thời gian nữa đâu. Nói chung là anh em mình cũng ngưỡng mộ ảnh lắm nha. Mình từ cái lúc mà ảnh mới ra clip tới giờ là mình cũng hay xem clip của ảnh lắm. Cũng theo dõi ảnh đều. Ảnh nói về bảy lợp là ảnh vô địch rồi đó. Còn phải nói là vua rồi đó. Chiều cũ đi nghe mấy bạn, cho chắc ăn chúng mấy bạn. Hổ nón. Nó có chạy xước, con này hùng mấy bạn thấy ghê không? Không mà lấy bờ bóp cổ còn hả không? Có rất là nhiều bạn cũng như ở ngoài cũng đóng góp cho anh em mình, sau clip nói chuyện hơi nhỏ quá, lý do mấy bạn không biết rồi. Bảy lợp thì nó giấu rất là kín. Nó khó thấy hơn là bảy lứ nha mấy bạn. Nên là anh em mình không dám nói chuyện lớn là lý do người ta đi ruộng nè. Đây mấy bạn thấy nè, nó mang cầu nữa thấy không? Mang cầu rồi này, nói chung là người ta làm ruộng vườn người ta đi buổi sáng này, người ta hay đi làm nên là anh em mình không có nói chuyện lớn được, nên mấy bạn cũng thông cảm và hiểu cho anh em mình nha. Chứ không phải anh em mình tiết kiệm năng lượng mà không dám nói lớn. Như một cái bữa bạn mình có quay cái da con gắn đó mà bạn thấy không? Qua cửa sau mình có đi lại đó rồi nhưng mà nó không dính cái tay chỗ mình đón đó mấy bạn. Nó dính đâu cách đó cỡ 50 mét nhưng mà mình không biết có phải con gắn đó không. Nhưng nó cái số ký nó cũng cỡ nhau mấy bạn. Mà mình không biết có phải nó hay không thôi nghe. Nó cách đó cỡ 50 mét mình đã bắt dính rồi đó. Cái bữa mà quay con gắn hổ ngựa đó mới... con này em con cái quá. Con này cái. Cái. Dính mấy con gắn cái, nói chung mình văn lưới này nghe mấy bạn cũng y gan đặc lợp đó. Nhưng mà văn lưới này nó nhảy được cái á. Mấy bạn văn đi để ý thử chỗ nào mà dính con gắn cái mà mang trứng đi ha, chỗ đó nhất định mấy bạn sẽ bắt được vài con nữa, do cái hơi của nó rồi cái con gắn đực nó phân theo mấy bạn. Tay nào mà dính gắn cái là cái tay đó là dính từ 2-3 con gắn đực đó. Rồi con đầu tiên nha mấy bạn, võ mình hành trang của anh em mình thì giống như mà bữa nó chuẩn bị lưới chưa đồ, bữa nay đem lưới hơi nhiều văn thêm, cứ dậm rồi thêm mấy bạn ơi, chứ con lùng đi thăm hoài có mấy con hoài.
kiếm thêm rồi dùng mới rồi. Rồi một em bánh mì đầu tiên các bạn, bánh mì là sáng chế của anh Võ Anh Phụng nha. Miền Nam mình đây thì ở đồng bằng sông Cửu Long mình thì dân miền Tây thì kêu nó là gắn hũ ngựa, đa số là kêu gắn hũ ngựa nha các bạn. Nó rất là nhiều tên nha, kêu là nhìn mỏ giò hả, gắn gồng. Tại này kiếm chỗ nào mà sợ chuột thì dân bỏ tay nương nè, tay này nó cũng bấy bấy rồi, tay này gì gỡ mấy con rồi. Rồi thôi anh em mình dân lại tay lưới này nha các bạn. Ngay cái cục này cục quyền thôi nha, cục này nó cũng bắt 6-7 cái này còn gắn về. Có hộp này được có con hổ hành một, còn như con lãi không ngựa, không ngựa nhiều, không ngựa nhiều. Rồi thôi mình bấm tạm dựng đây, nào có dính nữa mình bấm máy cho các bạn xem nha. Ổ cá chê hay cái gì mà quá trời mấy bạn ơi. Thằng tay lưới này nó không dính nè. Bấm máy lên cho mấy bạn xem cái ổ này ổ gì dữ vậy ta. Lắm, dữ lắm nhiều nè. Không có. Cái ổ này ổ gì mà quá trời luôn Tâm nè. Cái đó nồng nọc không? Ủa? Nọc. Tưởng ổ cá chê mà hết biết luôn nè. À chứ hả. Nồng nọc mấy bạn ơi, tưởng ổ cá chê mà. À, vậy thăm bẫy tiếp. Nãy giờ lội thăm cũng gần hết lưới rồi mà không dính nữa mấy bạn ơi. Mình hái sen ngồi ăn luôn rồi nè. Rồi mời mấy bạn ăn sen luôn nha. Đây, mời các bạn ăn sen luôn ha. Sen này người ta bỏ rồi mấy bạn, chứ mình không có phải ăn chậm nha mấy bạn. Người ta bỏ rồi. Mời mấy bạn ăn với mình hộp sen nha. Sen này người ta bỏ nha bạn, chứ không phải ăn chậm nha. Ta xịt thuốc bỏ rồi đó mấy bạn. Nãy giờ hơn thăm cũng gần hết lưới rồi. Con hổ ngựa một mấy bạn ơi, mà nãy đi ngang gặp ông đó ông hổ chia chia ông luôn rồi. Ừ. Ừ, mày ngọt hơn cái ngót của anh nữa con. Thôi. Rồi, thăm tiếp rồi. Nãy ông kêu ông chia hổ ngựa mình. Ừ. Trời, đây dính con nữa mình chết ngắt luôn rồi. Trời ơi. Hổ ngựa, hổ ngựa này. Ngựa chết rồi. Mặn mắm nữa mấy bạn ơi. Cỡ này sao chết quá. Chịt chết nè. Ờ, bị chuột cắn hay gì kìa, lưng kìa. Chuột cắn. Rồi con này chết nè nha mấy bạn. Được hai con chết một con, còn con chia ông bác nãy ông chia rồi. Quá rồi. Tại chỉ có biện pháp này thôi nha mấy bạn. Là cách nào? Cách này dục xuống dưới đó chỗ gã xác lấy nữa. Cách quen thuộc mà hả? Cách quen thuộc thôi chứ giờ mình không đụng vô nó được mấy đây. Tay này bữa hổm nay là dính 4-5 con nha mấy bạn. Chỗ này mấy bạn thấy nè, đơn giản nè. Ta mới phát trong lỏng mà còn dính. Phát trong lỏng chân gì đâu mà dính. Tại ngay thế gài nó đi đơn này. Cho em xích một chút được không? Ngay đường này nó thế hả? Rồi nghe mình dăng lại nha mấy bạn. Bỏ tại kia thì nó tính sao. Để nào nó giả xác cho mình lấy lên. Dính mùa này mấy đồng nghiệp kia cũng dính yếu quá. Đây kinh của anh em mình cũng dính yếu quá mấy bạn ơi. Lý do là nước giật rồi. Vài bữa nước lên lại mới có tương lai với trời nắng quá nắng. Chết nhiều quá. Gắn chết nhiều. Ở này mình có xem clip của anh Phụng, cả này bên Phụng dính lại đỡ đó mấy bạn. Thấy có dính hổ ngựa lai gai. Rồi thôi anh em mình sửa lưới rồi mình cũng còn 5-6 tay gì nữa mấy bạn ơi. Rồi tay nào có dính mình bấm máy cho bạn xem nha. Hy vọng là có hàng vô một cặp hổ hành nha mấy bạn. Hiếm à. Rồi nào có dính mình bấm máy cho bạn xem nha. Tạm dừng máy ở đây nha. Chào tất cả các bạn nha. Anh em mình vô tới nhà, nghe mình nói lo mấy con gà là giờ vô là trễ, lo mấy con gà cũng đói quá. Cái này cũng thấp quá mấy bạn ơi. Mấy con không có tổng kết cho mấy bạn xem nè. Vô tới nhà mình nè. Đây. Rồi, thôi chào, hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha.
chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha nhà. Đây là con sông trước kinh nhà mình nha. Có cây cầu kỹ bằng sắt của nhà ở nhà mình đó. Chỗ này rất là mát nha mấy bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.